Dạ. Ra ngoài kia cái là sụm một cái cốc. Dạ. Đang đi cái bị sụm cái cốc luôn. Giờ đi cũng bảo đỡ à. Dạ. Bớt rồi. Bớt. À bữa sụm là anh không có nhà, rồi ai đỡ? Kêu nhỏ cháu sớm này chờ đợi. Ồ, con chó nó chạy qua kêu nhỏ cháu. Rồi cho như là mỗi ngày chỉ đi bắt cá thôi. Dạ. À, hôm qua có đi không? Có mà hôm qua không có. Hôm qua có đi mà hôm qua không có. Dạ. Rồi ví dụ bắt không được rồi mình ăn cái gì? Bậy bạ lắm rồi. Bậy bạ là ăn gì anh? Kiếm cá cho ba ăn thôi, em ăn kho vẹt mắm cũng được. Dạ. Rồi em ngủ trên đây. À. Là lúc là 3-4 giờ sáng. À. Còn gió lốc ướt gạo ướt đồ hết luôn. Không chạy ra kịp. Rồi ba mẹ anh sao? Mẹ ngủ với. Mẹ ngủ bỏ thì không bị ha. Đúng. Trời ơi hên quá, không ai ngủ ở đây, ngủ ở đây là hôm thôi là bị sập rồi. Yến xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Dạ kính thưa cô chú anh chị, hôm nay thì Yến xin đưa cô chú anh chị đến thăm một cái hoàn cảnh vô cùng đặc biệt. Một gia đình mà có 4 người và trong 4 người này là tất cả đều bị bệnh hết. Dạ, đó là gia đình là của cô Út. Cô Út có là hôm nay là cũng đã hơn 60 tuổi và có người chồng của cô là chú Nguyễn Văn Nhiễu. Thì chú năm nay cũng 70 mấy tuổi rồi. Và hiện tại là cô chú thì có 2 người con, nhưng mà có 1 người con là năm ngoái là bệnh tim và đã chết. Và chú bị bệnh là bệnh có như là bị có tật bẩm sinh, là từ nhỏ là cũng như là người cũng bị teo gút lại nhỏ xíu à. Rồi bây giờ hiện tại là sức khỏe của chú là 70 mấy tuổi là vô cùng yếu luôn, là chú chỉ nằm một chỗ và vệ sinh sinh hoạt gì tất cả là đều là cô Út với lại người con của cô là lo cho chú. Còn cô Út á, thì bây giờ tuổi già cho nên sức khỏe cũng yếu, và thêm một cái là cô bị bệnh lãng tai, bị cũng là bị bẩm sinh luôn, là coi như là cô bị điếc mà điếc rất là nặng, cho nên là một hồi khi mà vô á, Yến nói chuyện sẽ rất là khó trao đổi với cô, thì có thể là Yến sẽ nói chuyện hơi lớn, thì cái đó là do là để cố gắng để nói chuyện cho cô hiểu, thì mong cô chú anh chị cũng thông cảm. Và 2 người con của cô á, thì một người mà mất hồi năm ngoái đó là anh Nguyễn Văn Ngai, thì anh này là cũng bị bệnh tim bẩm sinh, và thêm cái là cả 2 người con của cô là đều bị cái chứng là coi như là cái tinh thần là cũng không có được minh mẫn, và coi như là cũng có bị tâm thần đó cô chú anh chị. Và cái người mà mất hồi năm ngoái là bị nặng hơn, và anh còn bị bệnh tim bẩm sinh nữa, cho nên là anh bị mất vì bệnh tim. Còn cái người con trai còn lại đó là anh Nguyễn Văn Vẹo, thì anh này năm nay là 36 tuổi, và anh cũng bị cái tinh thần không có rõ ràng minh mẫn, và lúc tỉnh lúc không. Hôm trước Yến có vô một lần rồi, nhưng mà Yến thấy mặt của anh căng quá à, Yến không dám nói chuyện, cho nên hôm nay Yến quay lại thì hy vọng là anh thoải mái hơn để mình có thể trò chuyện nha. Yến cũng không biết là hôm nay Yến đến quay là có thể là nói chuyện được với cả gia đình không, tại vì chú nằm một chỗ là không nói chuyện được nè, cô thì bị lãng tai, anh Quẹo thì cái tinh thần của ảnh thì lúc tỉnh lúc không nữa, cho nên là coi như là hên xui. Nhưng mà cái nào không ấy thì Yến sẽ cố gắng trò chuyện, cái nào không được thì Yến cũng sẽ thuyết minh cho cô chú anh chị biết. Gia đình hiện tại là coi như là không có ai đi làm được hết, tại vì ai cũng bị bệnh hết. Anh thì bị như vậy cho nên người ta cũng không có mướn anh làm việc nữa. Thì mỗi ngày là anh đi bắt cá, bắt được cái gì hay là kiếm được cái gì về thì để cho ba mẹ với anh để ăn. Còn gạo thì được ở xóm hay là mạnh thường quân người ta thương, người ta cũng cho gạo nữa. Còn về điện á, thì ở nhà cũng có điện, nhưng mà điện này là được một cái người cháu ở trong xóm thương và giúp đỡ cho vô điện, rồi giúp đỡ cho đóng tiền điện mỗi tháng để cho gia đình xài luôn. Rồi cái ăn cái uống là coi như là cũng coi như có gì ăn đó đỡ qua ngày vậy đó cô chú anh chị, rất là khổ luôn. Thì hôm nay là Yến đến thăm hoàn cảnh gia đình, thì Yến cũng có nhận được phần quà của các cô chú mạnh thường quân gửi tặng cho gia đình, tổng số tiền là 3.700.000 đồng. Thì trong đó có ông bà Giang Lý Châu ở Canada gửi tặng 500.000 đồng, anh Tắc Quý ở Canada gửi tặng 500.000 đồng, cô Nguyễn Tuyết Hồng ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, ông bà Trần Văn Luận và Ngô Thị Lễ ở Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, cô Bốn ở Vợ Chính Nhà Mỹ gửi tặng 500.000 đồng, cô Ngọc Hân ở Sóc Trăng gửi tặng 500.000 đồng, hai cháu là Phước An Phước Nhã ở Mỹ gửi tặng 300.000 đồng.
Ông bà Lý Thuyên Cang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng, cô Hữu Giang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng, chị Linda Giang ở Canada gửi tặng 100.000 đồng và anh Victor Diệp ở Canada gửi tặng 100.000 đồng, tổng số tiền là 3.700.000 đồng. Và Yến xin thay mặt cho gia đình xin cảm ơn quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho gia đình. Bây giờ Yến mời cô chú anh chị cùng Yến mình vào thăm gia đình nha. Thì chút nữa trong cái lúc mà trò chuyện á, nếu mà gia đình có nói những câu gì mà nó không hay á, thì cô chú anh chị cũng thông cảm, tại vì bây giờ hiện tại là gia đình này rất là khổ, ba người là đều bị bệnh hết, khó khăn lắm. Dạ, dạ em chào anh. Dạ, dạ. À, cô với chú trọng ha. Quá chị. Dạ, vậy em vô thăm cô chú nha. Dạ. À, cô ơi. Cô ơi. Dạ, con chào cô. Dạ. À, cô là cô Út hả cô hả? Dạ, cô ngồi đi, không sao đâu, con đứng cho, không sao đâu, cô cứ ngồi đi. À, dạ, dạ, dạ. À, cô ngồi đi, cô ngồi đi, dạ. Dạ, con nghe. Dạ, 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 cô là cô Út hả cô? Cô là cô Út ha. Ờ. Cô Út năm nay nhiêu tuổi rồi cô? Ờ, 65. 65 tuổi rồi, còn đây là... 75. Chú là 75, dạ, à. Chú là Nguyễn Văn Nhiễu phải không cô? Dạ, còn cô là cô Út nha, là cô 65, chú thì 75. Dạ, chú bị bệnh vậy là sao cô? Bị bệnh gì á cô? À, chú bị bệnh gì á cô? Chú bị bệnh gì á cô biết không? Ờ, phải. À, chú bị bệnh, dạ, cô chú anh chị thông cảm thì cô Út là cái lãng tai rất là nặng, là bị bẩm sinh luôn. Dạ, cho nên bây giờ là cô không có nghe rõ được Yến nói, thì cô chắc là nghe được chữ bệnh thôi là cô nói phải. Chú là bây giờ có nói chuyện được không cô chú á? Dạ, chú ơi, chú nói chuyện được không cô? Không hả? Dạ. Sao? À, dạ, dạ. Không sao. À, chú nói chuyện được không cô nói chuyện á? Dạ. Ổng cơ. Họ nói không nghe. Dạ, dạ. Không dạ, nghe, không nghe. Dạ. À, dạ, thì cô Út là 65 tuổi thì cô là bị... Hãy cô, hãy người bữa hổng vô đúng không? Dạ, dạ, hôm trước con có đâu ghé thăm lần đó, bữa nay con quay lại tặng quà nghe cô ha. Bữa nay con tặng quà Mạnh Thường Quân tặng cho cô. Dạ, bữa nay con lại thì con hỏi thăm gia đình chút xíu. Dạ, thì để Yến chắc là hỏi cô hơi khó cho nên là Yến sẽ nói luôn. Đây là chú Nguyễn Văn Nhiễu. Đây năm nay chú đã 75 tuổi rồi. Đó, cô chú anh chị thấy là chú giống như là người chú là bị teo, bị gút lại luôn, rất là ốm. Và Yến được biết là chú bị bệnh này là giống như là cũng bẩm sinh từ nhỏ luôn. Dạ, và còn cô Út thì cũng vậy, cô Út thì bị bệnh lãng tai, giống như là gọi là bị điếc nặng luôn á, là bị hồi từ cũng là bẩm sinh từ lúc nhỏ luôn. Dạ. Đó, cho nên là bây giờ là chú thì chú nằm một chỗ thôi, bây giờ cũng không nói chuyện được và sức khỏe thì rất là yếu luôn cô chú anh chị. Dạ. Còn cô là dạ, cô thì cô bây giờ thì cô cũng lớn tuổi rồi, cô bắt buộc là phải ở nhà là chăm sóc cho chú xuyên suốt. Dạ. À, này thuốc gì á cô? Khớp. Thuốc khớp. À, là cô bị bệnh khớp nha. Dạ. À, rồi này là sữa rồi để chú uống hả? Dạ, sữa nè. Dạ. Cái này thì bữa hổm thỉ đem về đó. À, dạ. Người ta cho hay vậy? À, là người ta cho cô á. Dạ. Sữa để cho uống. Anh này ai uống? Này cô uống hay là chú uống? Không uống. À, chú uống nha. Dạ, cái sữa này để dành cho chú uống. Còn cái này là thuốc khớp này là cô uống nha. Vậy là hôm nay là cô bị thêm bệnh khớp nữa. Dạ. Uống khớp mà. Dạ, còn thuốc nào nữa không? Còn bị gì nữa không? Cô còn uống thuốc gì? Chú uống thuốc gì không cô? Dạ. Sáng uống rồi. À, dạ. Sáng uống rồi. Chú uống rồi ha. Chút uống nữa. À, chút uống nữa. Rồi cô ăn cơm chưa? Cô ăn cơm chưa? Ăn cơm á cô. Ăn cơm chưa? Bữa nay có món giặt cho nhỏ đi câu được cô cá lóc. Rồi chua mặn, chút mới mặn. Nha. Yeah. Ăn cơm á là như nãy có nói là chủ yếu là anh Quẹo là anh đi bắt cá rồi về ăn thôi. Gạo thì được người ta Mạnh Thường Quân á, giống như hoặc là ở xóm người ta thương người ta cho gạo để ăn. Nha. Yeah. Con ra ngoài nói chuyện với anh Quẹo chút ha cô ha. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. À, anh Quẹo đâu? Ở đây nè cô chú anh chị. Dạ, anh Quẹo. Dạ. Anh năm nay nhiêu tuổi rồi anh biết không? 36 à. 36 tuổi. Dạ. Rồi. Dạ, anh Quẹo bình thường là làm gì anh Quẹo? Bình thường bệnh không có làm, đi nhấp cá không. Đi bắt cá không à? Rồi bữa nay bắt được gì không anh? Được một con. Được con, một con cá lóc phải không? Dạ. Dạ. Rồi cá lóc đó hồi mẹ anh làm cho cả nhà ăn hả? Dạ.
Rồi bây giờ là ba anh là nằm chỗ vậy là không có nói chuyện được đúng không? Không nói chuyện cũng được. Mẹ cũng mẹ lãng tai luôn. Rồi ba bị vậy là bị lâu rồi đúng không? Lâu rồi. Rồi mẹ thì bây giờ là bị lãng tai. Như nãy em nghe nói là cô uống thuốc khớp là bị bệnh khớp. Rồi cô có bị gì nữa không anh? Nhức mỏi nè. Bị nhức mỏi nữa. Đi bữa hổm mẹ đi sụm khớp xuống nè. Bữa hổm là đi sụm xuống luôn. Rồi tối là anh Vẹo ngủ ở đâu? Đây. Đó là anh Vẹo ngủ bên đây ha. Rồi ba mẹ anh là ngủ ở trong giường chổng ha. Vậy là ba anh bây giờ là nằm một chỗ rồi đi vệ sinh rồi là đi tiêu đi tiểu rồi là sao? Anh em đi phụ hết. À là anh là dẫn phụ lo hết, anh với mẹ của anh là lo hết cho chú luôn ha. Tối là ngủ đây rồi mẹ ngủ chổng nha. Rồi bên em thấy có cái nhà tường nè, sao mà ở đây là nhà tường lâu lắm mày. À, nhà bắt tường nằm nhẵn đó cho đó. À người ta là giống như cắt tình thương cho, cắt nhà tình thương cho mình. Hai mấy bài chục năm rồi. À cắt hai mươi mấy năm rồi, mà sao mình không ở bển, nó bển nhà tường mà. Cái tường nứt cho sợ nó sập bất tử á. À nhà tường bển sợ sập cho nên không có dám ở, rồi ở bên đây, rồi dựng nhà lá ở bên đây. Dẫn em qua bển coi được không? Tường nứt gì nè. Bị nứt ha, bị nứt cồn, nứt rất là nặng đây. Anh nói là cắt hai mươi mấy năm rồi hả? Sớm đây anh Thương Định cho tôn với ba cái này lợp lại. Hồi lần là bị lốc xoáy cho nên bây giờ người ta đã giúp lợp tôn lại rồi. Ở bên đây có cái giường nữa rồi, ai ngủ ở giường này anh? Không ai ngủ, cái này là người ta người sớm cho giường với cho mà đồ cho đồ người ta cho. Cái chiếc xe đó là của ba anh hả? Là của ba, ba mà ba không, ba ngồi không được, ba ngồi hết được rồi. Con gạo quá chân luôn kìa. Gạo này là ở sớm nhé cho ở sớm người ta cho rồi, bữa tháng 7 âm lịch đó là người ta cho rồi, để dễ dành cắt đó ha. Rồi để dành ăn từ rồi cơm nhà là ai nấu anh? Anh cũng tự nấu luôn. Anh tự nấu luôn, hay quá. Vậy là cô là phải túc trực cho chăm sóc chú. Còn anh thì anh đi bắt cá rồi nấu cơm nhà tiếp ba mẹ rồi. Rồi cho như là mỗi ngày chỉ đi bắt cá thôi. Hôm qua có đi không? Có mà hôm qua không có. Hôm qua có đi mà hôm qua không có. Rồi ví dụ bắt không được rồi mình ăn cái gì? Bậy bạ nữa rồi. Bậy bạ là ăn gì anh? Kiếm cá cho ba ăn thôi, anh em ăn kho vẹt mắm cũng được. Trời ơi, thấy thương không? Rồi bình thường có ai cho tiền mình để mua đồ ăn hay sao? Lâu lâu có. Lâu lâu mua có. Cho ba không à? Lâu lâu có nhưng mà đưa cho ba thôi. Rồi, bây giờ mình qua bển ngồi đi anh ha. Anh Quẹo là 36 tuổi, coi như là không có gia đình gì hết ha. Có một mình thôi, bây giờ là ở chung với ba mẹ. Gọi anh có anh em gì không? Có, nó con em Ngay nữa. Tên Ngay mà mất lâu rồi. Mất một năm rồi. Mất một năm ngoái rồi. Anh Ngay đó là sao mà mất anh biết không? Bệnh tim. Bị bệnh tim. Em nghe nói là bị bệnh tim là hồi bẩm sinh từ nhỏ luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi lúc mất là cũng là bệnh tim tái phát lên rồi mất. Hoàn cảnh là như vậy cô chú anh chị. Đây có mấy bao xi măng này là cục ở đâu vậy anh? Xi măng làm được cái nhà đó, còn dư. Nhà này làm lâu rồi mà. Nhà đây nè. Nhà nào anh? Đây nè, nó sập bức tường này đúng không? Cái bức tường này là bữa bị sập. Đây sập này, đây. Đây bên đây cái nè. Rồi cái bắt đầu xi măng nó là ấy lại là người ta cho làm tôn với làm lại cái tường này đó phải không anh? Dạ đúng rồi. Dạ vậy. Giờ em ngủ trên đây. Là lúc là 3 giờ mấy 4 giờ sáng. Còn gió lốc ướt gạo ướt đồ hết luôn. Trời ơi vậy hả? Rồi có bị trúng anh không? Không chạy ra kịp. Rồi ba mẹ anh sao? Mẹ ngủ với mẹ ngủ bỏ thì không bị ha. Trời ơi hên quá, không ai ngủ ở đây. Ngủ ở đây là hôm thôi là bị sập rồi. Vậy là được người ta giúp đỡ là cho lợp lại cái mái tôn này lợp với lại sửa lại cái vách tường này đó. Rồi còn dư 3 bao xi măng ha. Rồi 3 bao đó tính làm cái gì anh? Nó chết đó rồi. Nó chết rồi hả? Trời ơi uổng quá ha. Vậy là nãy anh nói sửa rồi cũng không có biết. Giờ mới biết ha. Vậy là bây giờ là mua cái gió tạt nữa. Giờ là cả không có tạt mà mua gió tạt luôn đúng. Vậy là giờ cả nhà không dám ngủ bển. Cứ ngủ rồi ra qua đây ngủ hết, ai cũng dọn qua đây ngủ hết ha. Ở đây là sao? Cho con ra sao nha. Ở đây có bếp ha. Bếp gà, có bếp gà có anh chị cũng cho nữa. Bếp gà này là của anh chị cho. Anh chị ở sớm hả? Anh đi sớm á. Rồi củi. Anh chút chút mua.
Có củi, có nấu củi không? Có, nấu củi. Mà. Rồi củi ra ai chặt vậy anh? Anh cũng chặt luôn. Anh đi chặt về luôn. À dạ. À. Rồi, nhà cũng gọn gàng lắm cô chú anh chị, cũng để gọn gàng lắm chứ không phải là bề bộn. À. Rồi tắm rửa ở đâu anh? Tắm rửa ở đây rồi, thay đồ. À. Tính cắt chưa cắt cầu tắm. À, không có cầu tắm. Để dành tiền mới cắt cầu tắm mới được. Dạ, chưa có cầu tắm, dạ. Cho nên bây giờ là ra đây tắm đỡ con gái, dạ. Rồi xong cái chạy vô nhà thay đồ. Dạ. À, dạ. Rồi, dạ. À, à dạ bữa nay con lại thăm gia đình mình ha, dạ thấy chú Nhiễu rồi bộ sức khỏe yếu quá chừng à, dạ anh đi bắt yêu rồi, dạ sức khỏe yếu quá chừng, còn cô thì bây giờ bị khớp nữa phải là lo cho chú nữa, ừ. Dạ à bữa dạ ra ngoài kia cái là sụm một cái cốc, dạ đang đi cái bị sụm cái cốc luôn, bây giờ đi cũng bảo đỡ à, dạ. bớt rồi. Bớt. À bữa sụm là anh không có nhà, rồi ai đỡ? Kêu nó chạy lại kêu nhỏ cháu sớm này trở lại. Ồ con chó nó chạy qua kêu nhỏ cháu. À ngồi con chó khôn quá ha. Dạ. Cũng đỡ ha. Dạ. À đây có con chó nhỏ nhỏ, nó khôn nó đi kêu giùm, nó thấy bà bác là bị sụm. Đó, trời ơi, khổ dễ sợ không, nhà ai cũng bệnh hết trơn á. Dạ. À bữa nay con đến thăm gia đình thì con có quà Mạnh Thường Quân gửi tặng cho mình. Dạ là Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho gia đình mình số tiền là 3.700.000 đồng. Đây con xin trao cho cô với chú nha. Dạ đây 3.700.000 này Mạnh Thường Quân giúp cho cô nha. Dạ cảm ơn cô ha. Dạ. À này, dạ này không phải của con, này là của Mạnh Thường Quân gửi tặng ha, dạ. Cô ha. Dạ. Dạ tại cô không có nghe rõ được lời Yến nói á, giống như cô nghe được tiếng có tiếng không thôi, cho nên là không có rõ. Dạ cô lấy tiền á mua đồ ăn mua thuốc, dạ nhỏ cháu không phải mua cho đó, dạ dạ rồi mua thuốc uống với lại mua đồ ăn cho chú với cô với không, lại lâu lâu trong mặt một lần, à nó lâu lâu đau bao tử một lần, dạ vậy đó, dạ rồi mua thuốc với mua đồ ăn nha cô, dạ. Ha dạ rồi có gì đợt sau chụm phốt rồi tôi mận hết nổi luôn rồi, dạ rồi chứ mãi đó không có cái này tôi mận xe cỏ mà chanh quanh chặt chả luôn đó, dạ nãy ngủ phải chi không bị khớp là có thể là đi mặn cỏ là làm cho thằng Kha rồi ha, dạ rồi rồi vậy cô mua đồ ăn đồ cho cả nhà ăn ha cô ha, rồi có gì đợt sau con quay lại con mua con đem theo, dạ hồi nãy hồi sáng nó đi nhấp rồi chứ không thôi lên trên hải tính mua thuốc chịu rồi, yeah. Mua thuốc nhất á, đi mua thuốc chịu, mua thuốc thiếu cho người ta đó không, con này khớp mà tối uống chưa, yeah. Uống chịu uống, yeah. Ba cử, yeah. Cử có viên à, cử viên uống ba cử thuốc nhất á, uống vô cái tối nó không có nhất, yeah. Tối nó có nhất, yeah. Cô biết tiền không, biết tiền không, ai cái tiền này nè cô biết không, biết không hả, dạ biết chứ, biết nha, nè nè nhiều biết không, 500 cái này 200 nữa, này 200 500, dạ cái này cái 1.2 triệu rồi, 1.2 triệu 7 1.7 triệu rồi 2.2 triệu phải không, vậy là biết hết trơn nha, 2.7 triệu 3.2 triệu 3.7 triệu dạ đúng không, dạ dạ rồi vậy là đúng rồi ha, vậy là biết tiền nha, con cũng sợ biết tiền chứ không biết được, ổng không biết, dạ. Ông không biết gì trơn á, dạ. Ông là miếng bát hồ đỏ là miếng 10.000 đó, dạ. Ông kêu bát hồ đỏ, dạ. Còn như cái miếng này nè bát hồ có ngay bát hồ bự, cái này thì bát hồ có ngay mà ông vui vậy chứ mà ông mò gì nè ông biết tiền, dạ. Còn giấy thì ông biết cũng không biết nữa, dạ. Mà có cái là không biết chữ rồi không biết coi á, dạ. Rồi ông không biết nhiêu tiền cái gì, dạ. còn ông không có biết tiền bạc mẹ đâu, dạ. Dạ. Có con cháu cho mua thịt mua đồ cho ông ăn là tôi mua không mà ông không biết gì trơn, dạ dạ bởi vì tôi nuôi ổng đó hả, rồi nói xin lỗi như con cu ở trong mấy lầm vậy, trong lầm á, dạ. Bởi vì ổng chỉ là cho tôi bỏ cho được. Dạ. Vậy con xin phép cô nha, dạ. Dạ, cô với chú giữ gìn sức khỏe nha, dạ, đợt sau con quay lại thăm gia đình nha, dạ. Thôi cô ngồi đi, cô ngồi đi, dạ, cô ngồi đi, khỏi đưa con đâu, dạ, con về ha, dạ, con về luôn chú ơi, dạ.
Cô chú anh chị vừa rồi mình có vào thăm hoàn cảnh gia đình của cô Út, chú Nhiễu với lại anh Quẹo. Dạ, thì cô chú anh chị thấy đó, cả gia đình là ai cũng bị bệnh hết á. Bữa nay á là rất là vui, là tại vì anh Quẹo á, bữa nay là ảnh nói chuyện á, là coi như thoải mái hơn, ảnh chịu chia sẻ dễ dàng hơn. Hôm trước Yến vô Yến thấy mặt của ảnh căng quá, Yến không dám nói chuyện với ảnh luôn. Rồi cô Út thì cũng không trò chuyện được, tại vì cô Út là nói chuyện tiếng được tiếng, Yến nói là cô nghe được tiếng được tiếng không, cho nên rất là khó trò chuyện. Dạ, nhưng mà qua chia sẻ thì biết là chú là bị bệnh, bây giờ là chú nằm một chỗ rồi, vệ sinh là ăn uống gì đó là nhờ cô với lại anh Quẹo là lo cho chú. Rồi cô thì bây giờ là 65 tuổi mà bị bệnh khớp nữa, cho nên là không có đi mằng mướn được. Thì như cô nói hồi nãy là trước khi bị bệnh đó, hình như là cô cũng có đi mằng cỏ mướn, đi làm này kia chút đỉnh để kiếm tiền. Dạ, còn anh Quẹo thì ảnh rất là giỏi. Mỗi ngày anh đều đi bắt cá, bắt này bắt kia để kiếm cho cha mẹ ăn. Nhiều khi kiếm được ít quá thì cũng để cho cha mẹ ăn, chứ anh không ăn, anh chỉ khô quẹt hay là cái này kia ăn đỡ qua ngày vậy thôi. Dạ, thấy thương lắm cô chú anh chị. Có gạo thì người ta cho thôi. Còn cái nhà bên đây là nhà tường mà được người ta đã xây giúp đỡ cho, là nhà tình thương, cũng xây rất là lâu rồi, cho nên bây giờ là nó cũng coi như là quá hạn rồi, nó suy sụp rồi. Dạ, thì mới được sửa lại, nhưng mà cũng không dám ở bên cái nhà lá bên đây đó cô chú anh chị, khổ dữ lắm. Dạ, Yến có nghe nói là bây giờ hiện tại thì cô cũng phải uống thuốc khớp nữa, rồi cũng không biết tiền bạc là sao. Thì Yến nghĩ là chắc là cũng có người ta thương, người ta giúp đỡ cho tiền để mua thuốc. Dạ, gạo thì Yến thấy ở trong nhà là có gạo đó là rất là nhiều, là do mới vừa rồi là đợt tháng 7 âm lịch thì có thể là nhận quà từ thiện. Dạ, còn đồ ăn thì anh đi kiếm về cho ăn. Hoàn cảnh gia đình rất là khó khăn luôn, thì Yến cũng rất là mong có thể nhận được thêm sự giúp đỡ của cô chú anh chị Mạnh Thường Quân, giúp đỡ thêm cho gia đình phần nào để mà chống chọi với cái khó khăn hiện tại. Và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị ngày hôm nay đã gửi tặng quà đến cho gia đình, và Yến cũng xin cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video của Yến. Yến xin chào và hẹn gặp lại.